Trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, bước sang tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, biết được điều này, hóa hung thành cát, gặp thời đội vận, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh Dương Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Tân Hợi đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con Giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con Giáp trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh Hoa Xuyến Kim là một trong những con giáp cực kỳ may mắn trong tháng 8 âm lịch tới đây. Vận trình có nhiều cát tinh cao chiếu, thần tài yêu ái, quý nhân phù trợ mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 diễn ra trong tháng 8 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát xua hung? Làm sao để có nhiều may mắn đến với mình? Thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Tân Hợi cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Thần tài mở kho, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, vận mệnh thăng hoa, cầu tài như ý, tiền tiêu phủ phê trong tháng 8 âm lịch 2023. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời, vận mệnh tuổi Tân Hợi. Tuổi Tân Hợi trời sinh mạnh mẽ, có phần thô lỗ, đặc biệt có tính cách vui tươi là những điều hội tụ ở người này, tính cách đơn giản trung thực và dũng cảm, họ là những người được nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi thơ của những người này rất bình lặng, không lo không nghĩ, nhưng đến thời kỳ thanh niên và trung niên sẽ có những thăng trầm, chẳng hạn như muộn phiền về tình yêu, hôn nhân khiến bạn khó lòng ứng phó được. Dĩ nhiên tuổi già của bạn khá hạnh phúc, cuộc sống cũng rất yên ả, do bạn luôn trọng trách nhiệm và trung thành với gia đình. Nên những sóng gió trong tình yêu, hôn nhân thời trẻ có lẽ đã qua đi từ lâu, bạn sẽ cảm thấy mọi việc thật mãn nguyện biết bao. Người này là những người đáng tin cậy, họ tin tưởng vào trực giác của mình, tuy là con người rất thích hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng họ lại rất chăm chỉ lao động, là một người bạn tuyệt vời và là nhà tổ chức dễ tính, họ có thể hy sinh vì người khác. Tuổi này là con vật cuối cùng trong vòng tròn 12 con giáp, thế nên đó cũng là con vật kiên nhẫn nhất bởi chúng phải chờ đợi rất lâu mới tới lượt mình. Tính tình của họ đôi chút nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, thế nhưng họ lại rất biết thông cảm với mọi người, họ thẳng tính và trung thực, luôn cố gắng để không bao giờ rời bỏ người khác, đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Người này thường có cơ hội thành công cao trong bất cứ lĩnh vực nào mà họ lựa chọn, nhưng họ thường không dám đánh cược hoặc thử thách vận mệnh của mình. Họ không bao giờ chơi thủ đoạn hoặc hành động xấu sau lưng người khác, những gì bạn thấy ở vẻ bề ngoài là bản chất bên trong của họ. Nhờ lòng quảng đại cao cả của họ, luôn mang đến cho họ sự may mắn trong mọi việc họ làm. Mặc dù không phải người chậm chạp, thế nhưng tuổi Tân Hợi 1971 là những người thích sự thanh thản, sung túc. Họ thường là những người sống giàu tình cảm và yêu gia đình, nơi họ ở thường ấm cúng thoải mái thân thiện, tuy nhiên cũng khá bề bộn. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng, họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi, họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ rằng ai cũng giống như họ, nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Người tuổi Tân Hợi tuy đôi lúc phát cáu, giận dỗi, thế nhưng họ không ham cãi cọ, mỗi lần nảy sinh tranh chấp, họ thường nhường một bước để sự tình mau chóng kết thúc vì họ cố gắng sống hòa nhã lại không có tính nịnh bợ lấy lòng, giành tư lợi. Thế nên họ yêu thích công tác xã hội, lắng nghe bạn dốc bầu tâm sự hay than thở những đắng cay, cực khổ với một tấm lòng hiền từ, bao dung. Họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn dù bạn gây ra lỗi lầm, họ cũng sẽ không có ý trách cứ mà sẽ dốc sức giúp đỡ bạn, thậm chí còn nhờ cả người khác đôn đáo khắp nơi, giúp bạn giải quyết những khó khăn. Ở bên họ bạn sẽ không uổng công hay nghe những lời giáo huấn cứng nhắc. Bạn cứ tin rằng với người tuổi Tân Hợi mọi vấn đề phức tạp đều có thể được đơn giản hóa. Nhược điểm chủ yếu của họ là không nói được đến nửa chữ không với người thân, bạn bè của mình. Trong rất nhiều chuyện họ luôn ép người khác phải có thái độ trung dung sống như họ. Để giải quyết những rắc rối, họ không phân biệt rạch ròi đâu đúng đâu sai. Nhưng khi sự việc kết thúc không suôn sẻ, họ sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Người tuổi Tân Hợi luôn thích được vui tươi và thường cho phép mình được hưởng thụ nhiều hơn mức giới hạn. Họ ăn uống và hút thuốc quá nhiều và điều đó dẫn tới bệnh tật. Khi họ đã phát triển thói quen sống không tốt thì họ tăng cân và không khỏe mạnh nữa. Hiển nhiên là họ có thể được lợi từ việc sống một lối sống lành mạnh hơn. Tuy nhiên đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, hay bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu đi nhẫn nại, hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa, nên ra ngoài xã hội dễ gặp chuyện mâu thuẫn với người, bị mọi người ghét bỏ xa lánh. Tuy số mệnh luôn có tồn tại và ảnh hưởng tới cuộc đời của mỗi cá nhân, nhưng không có nghĩa nó quyết định tất cả mọi điều. Thành hay bại, thắng hay thua, được hay mất, chủ yếu vẫn do bản thân ta quyết định. Số mệnh có thể quy định ta thuận may hay xui rủi, ta gặp khó hay gặp dễ, nhưng số mệnh không thể cân đo đong đếm được ta dốc bao nhiêu nhiệt huyết, đổ bao nhiêu mồ hôi hay sôi bao nhiêu nước mắt để vun vén dày công vào cuộc đời. Khi vào đời ai cũng có đôi lần vấp ngã, vài lần thất bại, vài lần bị lòng người vần xoay, nên chẳng có gì phải âu lo. Hãy nghĩ rằng bản thân mình không phải con cưng của số phận, có trải nghiệm đi xuống thì mới có nỗi đau thì mới có sự lớn thì mới tạo nên tư duy khác biệt, tâm thái trưởng thành, đánh dấu những bước đầu tiên ta hăng say vào đời. Điều này chỉ tốn thời gian khiến tâm vất vả, mất thì mất rồi, học cũng học rồi, nên biết cách buông mà tập trung vào bài toán cuộc đời. Cái gọi là mệnh do kỳ lập tức số phận, do tự bản thân ta tạo thành, dù thắng hay thua, được hay mất, cũng đều do chính mình cả, đúng vậy hay không? Nếu đã quyết thì không cần phải hối, sai thì sửa, nay thua thì mai khắc phục, chỉ cần ta còn bước nỗ lực hăng say, chắc chắn mọi điều rồi sẽ ổn thỏa, an yên. Đừng vội cũng đừng tiếc, đừng hận cũng đừng chán nản, dũng cảm lên một chút, nhiều lửa lên một tẹo, tin vào chính mình, tin vào những lựa chọn của mình, không trông vào may mắn, chỉ trông vào cái trí bền bỉ của bản thân Tân Hợi. Có người nói đất trời như một lòng sam, ở trong đó kẻ yếu rên rỉ đớn đau, người mạnh mẽ kiên cường chống chọi, nhưng không có nghĩa người mạnh mẽ không khổ, đơn giản họ vẫn đang tìm mọi cách để cuộc sống vần xoay, nào có thời gian mà thở than. Bạn là nhân tố duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời mình, bạn là người duy nhất hiểu rõ cuộc đời mình, biết mình muốn đứng đâu, biết mình mong ở vị trí nào, cũng chỉ có bạn mới biết cách khắc phục, phát huy những điểm mạnh của chính mình mà thôi. Nỗ lực đủ nhiều, mồ hôi đủ lắm, kiên cường đủ dài lâu, vạn sự sẽ đạt được cái đích của sự bình hòa, vậy nên hãy tranh đấu dù chỉ cho 1% xác suất nhỏ nhặt. Hãy tự tay viết một chấm tròn viên mãn của một cuộc đời nhân sinh có nhận thức được làm người, bạn sẽ phải đối diện với vấn đề đấy một lần nữa, khổ như vậy, khó như thế, mệt thì nhiều lần hơn. Tôi biết lắm lúc bạn muốn bỏ mặc buông xuôi, lắm khi bạn chán lắm, trầm cảm và mệt mỏi, thử thách đặt ra dù có khó khăn có dồn dập lên miên không ngừng, thì cũng nằm trong tầm khả năng của chính bạn mà thôi. Nếu bạn muốn ngày mai yên bình, ngày hôm nay bạn cần phải chiến đấu, chiến binh không phải lúc nào cũng chiến thắng cả, mà là không ngừng chiến đấu dù chỉ một giây khi đang trong trận. Bạn có cuộc chiến của bạn, tôi có cuộc chiến của tôi, mỗi chúng ta đều có một cuộc chiến riêng cần kiên trì nỗ lực, nên chẳng giúp gì bạn được ngoài việc chúc bạn may mắn. Bạn không cô độc khi đối diện với những khó khăn của nhân sinh đâu, bạn đã sống và cống hiến, đã chiến và nỗ lực, đã vấp ngã 7 lần đứng dậy 8 lần, rồi sẽ đến lúc ta mừng, vì ngày hôm nay ta đã không bỏ cuộc. Chịu đựng sống nhục chứ không chịu đựng sống hèn, như một kẻ thất bại thua cuộc cả đời. Khi bạn nghĩ rằng bạn có đủ dũng cảm để tự kết thúc kiếp nhân sinh của mình, thì thực tế bạn đang hơi hèn nhát để đối diện với khó khăn. Về sự nghiệp tài chính của người tuổi Tân Hợi được thần tài nâng đỡ, vận chính tài và thiên tài đều rất tốt, dù làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, hành sự nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần, chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Sự nghiệp người này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần định xóa mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ sẽ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Người tuổi 1971 có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái, họ thân thiện cởi mở cũng trung thực và là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè. Trong công việc họ thể hiện mình là người có đầu óc tư duy, có tinh thần sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ, nhạy bén với thời cuộc. Con giáp này rất giỏi quan sát, biết lúc nào nên tiến, khi nào nên lùi, linh hoạt ứng biến, không ngại thay đổi, họ làm việc tập trung cao độ, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là sẽ sẵn sàng san bằng mọi trở ngại để tiến tới đích. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại, dễ nản lòng thối chí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận. Thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân, nên vững lòng bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, đừng quá bảo thủ, mọi chuyện đều theo ý của mình thì rắc rối nhỏ sẽ biến thành phiền phức to. Vì vậy, khi có vấn đề điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết, khắc phục hậu quả tốt nhất. Muốn có tài lộc thì tốt nhất phải có kho giữ, không có kho thì không giữ được tiền. Vận cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Người tuổi Tân Hợi có vận thế tài lộc hanh thông, là con giáp tiền tài phượng phát nhất trong số 12 con giáp. Chỉ cần nỗ lực nắm bắt cơ hội, chăm chỉ cần cù làm việc thì tài lộc không mời mà tự tới, cuộc sống sung túc an nhàn cho tới cuối đời. Tuy tự tin và năng lực có thừa, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng chỉ dựa vào sức mình mà nên. Khi cần hãy tìm thêm sự trợ giúp của mọi người, có nhân duyên tốt nên người này may mắn có nhiều người giúp đỡ ngay cả những lúc không ngờ tới nhất. Vì thế, nên chú ý các mối quan hệ trong xã hội hơn nữa. Về cơ bản, đường tài lộc chính tài và thứ tài của người tuổi Tân Hợi đều rất tốt. Hãy vững tin với lựa chọn của mình, dám nghĩ dám làm. Sai thì đứng lên làm lại, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười. Có điều hành sự thì nên nhìn trước ngó sau, suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm, ứng với quẻ phong địa quán. Quẻ này có 2 hào dương ở trên, 4 hào âm ở dưới, hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch, là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực vượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi vĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian vượng vận, nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt, cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng, cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tĩnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn, đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ vị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ, hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, vân vân đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Tân Hợi trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời cô bác cùng Minh Đường Tử Vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tân Hợi, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Xem tử vi tháng 8 năm 2023 lịch âm, công việc của người tuổi Tân Hợi tiến triển khá thuận lợi, hầu như không gặp trở lực nào quá lớn. Một vài khó khăn trở ngại trước đó sẽ sớm được tháo gỡ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Thiên phù cát tinh đại diện cho sự thay đổi về các vị trí, chức vụ trong sự nghiệp, bản mệnh hoàn toàn tự tin khẳng định tài năng lãnh đạo, được đề bạt cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Người thông minh luôn biết cách biến thách thức thành động lực để phấn đấu, ngược lại kẻ lười nhác chỉ đùn đẩy trách nhiệm bỏ lỡ thời cơ. Thất bại là lẽ đương nhiên, cơ hội luôn song hành cùng với thách thức, chỉ những ai thực sự biết nắm bắt mới có thể thành công. Thiên vu cát tinh xuất hiện là cơ hội để làm điều gì đó mà từ trước tới giờ bạn chưa có cơ hội thực hiện. Điều này có sự tương đồng với mong muốn trải nghiệm những hành trình mới mẻ, thú vị khác biệt với sự quen thuộc thường thấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân mình. Đây là một tháng mà thực sự bạn làm việc rất hiệu quả cả về chất lượng lẫn số lượng. Có thể khi làm điều gì đó mới có chút thử thách, bạn cảm thấy hào hứng hơn, nhiệt tình hơn. Bạn cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ tìm hướng xử lý. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn bạn với ánh mắt biết ơn. Điều đặc biệt là bạn tìm được niềm vui trong công việc. Ngay cả những thứ tưởng chừng như xấu xí xuất hiện trước mặt bạn cũng có sức cuốn hút riêng biệt, chỉ cần là bạn quan tâm tới chúng. Trong tháng có tả phù cát tinh trợ lực, ví như bản mệnh được quý nhân phù trợ, gặp tình huống cấp bách có người ứng cứu kịp thời, vì vậy mạnh dạn mưu sự lớn tỷ lệ thành công khá cao. Xét trên phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Xem tử vi phương Đông, sang tháng 8 âm này, tài vận của tuổi Tân Hợi khá sáng, chính tài khởi sắc rõ rệt, thứ tài cũng khá hanh thông. Dù là nguồn thu chính hay phụ của bạn đều dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài thoải mái, thứ tài hanh thông là thời điểm thuận lợi để bạn tiến hành đầu tư hợp tác làm ăn, mở rộng kinh doanh. May mắn tài chính sẽ luôn mỉm cười với những ai thực sự nỗ lực đổ mồ hôi công sức vươn lên làm giàu. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng diễn ra thuận lợi, doanh thu khả quan đẩy mạnh số lượng buôn bán, lãi lớn thu về túi. Các vấn đề tài chính đòi hỏi bạn phải xử lý một cách chặt chẽ ổn thỏa. Do đó, cần thẳng thắn rõ ràng trong suốt quá trình diễn ra những tình huống mà đôi khi vì thế bạn cảm thấy đau đầu liên quan tới việc chi tiêu đầu tư. Sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi bạn tìm thấy mình có thêm sự mở rộng về thời hạn và không còn phải chịu những áp lực mà bạn đã phải trải qua trong suốt những ngày đầu. Hãy chọn những nhiệm vụ mà bạn yêu thích, còn phần còn lại thì để sau. Thiên cẩu hung tinh có thể mang tới một số thông tin không dễ chịu cho lắm, như là giá chứng khoán giảm, thị trường đang lao dốc, hoặc có thể có một số chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện, hoặc một vài rắc rối tưởng chừng đã thuộc về quá khứ thì đến nay bỗng quay lại làm phiền tới bạn. Lúc này bản mệnh cần tỉnh táo, tốt nhất là đừng tìm những giải pháp mang tính tạm thời, hãy giải quyết chúng triệt để, trực diện, nếu không bạn sẽ còn đau đầu dài hơn. Có điều cẩn thận khi thiên cẩu hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng thì dính dáng tới pháp luật kiện tụng. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Tân Hợi, tháng 8 âm lịch năm 2023. Tình cảm bình ổn nhưng chưa phải là giai đoạn rực rỡ của các cặp đôi và người độc thân vẫn chưa đủ niềm tin để mở lòng với người khác giới. Bạn vẫn đang muốn tìm lại trạng thái cân bằng trước khi bắt đầu chuyện tình cảm mới. Với những người đã lập gia đình, đây là lúc mà bạn nên có sự tách rời với một nửa của mình một chút. Bởi vì sự gắn kết quá chặt chẽ đôi khi không phải là một điều hay cho mình và một nửa kia. Thời gian để cả hai cùng có những cảm nhận riêng trong đời sống thì tốt hơn. Theo lịch vạn niên, đây chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm. Khả năng cao bạn sẽ gặp được người trong mộng ở tình huống vô cùng bất ngờ, có nằm mơ thì bạn cũng không hề nghĩ đến. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Tân Hợi trong tháng 8 âm lịch năm 2023. Tháng 8 âm lịch, sức khỏe được cải thiện đáng kể, người ốm nhanh chóng được hồi phục, người bình thường cơ thể càng thêm tráng kiện. không mắc bệnh tật nghiêm trọng, bạn có thể tìm hiểu hoạt động để tham gia và đừng quên rằng các hoạt động ngoài trời có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bạn trong thời gian này. Thay vì chạy trong phòng gym, bạn nên chạy ở công viên thì sẽ tốt hơn nhiều. Trong thời điểm mùa thu này, bản mệnh cần chú ý dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe và tăng khả năng phòng chống bệnh tật. Nguyên tắc dưỡng sinh mùa thu là dưỡng âm ẩm chống khô hanh, cần phối hợp nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện điều hòa khí huyết. Về chế độ ăn uống, nên ăn tăng chua, giảm cay. Về thói quen sinh hoạt nên ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục. Về chế độ luyện tập nên vận động nhẹ nhàng. Ngoài ra cần đặc biệt lưu ý cảnh mùa thu sẽ gợi cảm xúc buồn thương, nên tâm trạng sẽ bực tức ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bản mệnh cân giới tinh thần thoải mái lạc quan để dễ dàng cân bằng âm dương, từ đó phòng tránh bệnh tật. Ngoài ra, yếu tố tinh thần cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Bạn nhớ đừng vì căng thẳng công việc quá mà nhiều đêm mất ngủ. Nên biết cách gạt bỏ bớt lo toan trước khi lên giường đi ngủ, như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy cố gắng tạo ra sự cân bằng vận động và nghỉ ngơi, như thế bạn mới có được sức khỏe tốt. Giữ cho bản thân tích cực vận động mỗi ngày, giúp khỏe mạnh cả về thể chất, trí não và tinh thần, đặc biệt là trong thời gian lúc căng thẳng. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch để mệnh chủ tuổi Tân Hợi có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là Tử Vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch, tuổi Tân Hợi. Tử Vi tuần mới cho thấy tuổi Tân Hợi có thể hy vọng những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống sẽ đến với bạn. Khi bản thân nỗ lực không ngừng, trong việc xây dựng một sự nghiệp bền vững có thể phát triển lâu dài, thậm chí là vượt trội trong tương lai. Thêm vào đó, tài vận của bản mệnh trong tuần rất tốt, việc làm ăn có thêm nhiều lộc lá, doanh thu tăng vượt trội, một số người còn đầu tư thắng lợi, làm đâu cũng có thể giúp gia tăng tiền bạc. Con giáp này không bao giờ ngại bộc lộ tình cảm của mình với đối phương, bản mệnh thể hiện tình yêu của mình qua từng cử chỉ nhỏ nhất, thế nhưng dường như đối phương lại luôn thể hiện sự thờ ơ khiến bản mệnh cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe không được ổn định nên bản mệnh nhất định không được chủ quan. Tránh ăn những món gây bất lợi cho sức khỏe và nhất định phải tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ một cách nghiêm ngặt. Quý nhân, Mùi, Mão. Tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Tử vi tuần 2, tháng 8 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Theo tử vi tuần 2, tuổi này hãy cho bản thân được tự hào và tận hưởng những thành quả đã đạt được. Cuối tuần bản mệnh nên dành thời gian cho bản thân vì tâm trạng sẽ có nhiều chuyển biến thất thường. Có thể thấy, kế hoạch tài chính khôn ngoan đã giúp cho bản mệnh và gia đình thoát khỏi khó khăn trong gang tấc. Con giáp này nên duy trì việc tiết kiệm một phần thu nhập của mình mỗi tháng trước khi nghĩ tới việc chi tiêu. Trên phương diện tình cảm, tuổi Tân Hợi sẽ thích trêu chọc hay giận dỗi nửa kia để được chiều chuộng. Vậy nhưng khi việc này thái quá và không đúng lúc thì có thể gây ra tác dụng ngược. Do đó bản mệnh nên quan sát một chút, kẻo gây ra hiểu nhầm không hay trong cách giao tiếp giữa hai người. Con giáp này cần phải chú ý tới vấn đề sức khỏe. Do ảnh hưởng của thời tiết nên bản mệnh tuổi Tân Hợi và người trong nhà ốm đau liên miên. Không những thế, nếu đi xa mà hay phóng nhanh vượt ẩu cũng rất dễ gây tai nạn, dễ bị thương. Quý nhân, Mùi, Dần. Tiểu nhân, Tỵ, Thân. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Tử vi tuần 3, tháng 8 âm lịch, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Theo tử vi tuần mới, tuần thứ 3 là một trong những con giáp may mắn, đón nhận nhiều cơ hội để thăng tiến. Trong công việc mọi thứ đang trên đà phát triển đi lên. Với những ai đã có nền tảng tốt, họ có thể nhanh chóng vượt qua những thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu đã định. Vận khí khởi sắc giúp họ gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên cần lưu ý rằng cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị đầy đủ. Muôn việc đủ cả chỉ thiếu gió đông, đó mới là phương hướng đúng đắn để tận dụng tốt vận may trong tuần này. Chính sự thành công trong công việc giúp đường tài lộc của bạn cũng rộng mở, họ sở hữu sự nhạy bén, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ tới bất ngờ. Theo thời gian bản mệnh có thể tích lũy những thành tựu đáng ngưỡng mộ, lưu ý nên biết chi tiêu vừa phải, không vì thu nhập gia tăng nhanh mà lãng phí tiền bạc, dễ tiêu hao vận tài lộc. Thêm vào đó, tuần này sức khỏe không được tốt, cơ thể yếu nhược ốm đau, bệnh tật. Nếu có bệnh thì bản mệnh nên đi khám sớm, tránh trường hợp bệnh quá lâu sẽ khó chữa trị, vấn đề này nhất định không được chủ quan. Ở phương diện tình cảm bạn cũng không nên quá mong đợi, có thể con giáp này gặp gỡ được nhiều đối tượng nhưng vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ. Các cặp đôi nên quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau thấu hiểu và cảm thông, tránh cảnh mỗi người một suy nghĩ, không biết nói cùng ai. quý nhân, dần, hợi, tiểu nhân, dậu, tỵ. Màu sắc may mắn, cam, hồng. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tháng 8 âm lịch tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Trong tuần cuối cùng của tháng này, người tuổi Tân Hợi gặp các tinh cao chiếu, do đó vận trình vô cùng rực rỡ, hầu hết các phương diện cuộc sống đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Trong 1-2 ngày đầu tuần, họ sẽ chưa cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của vận may, thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi, trăn trở vì một vài thách thức trong công việc. Tuy nhiên đó lại là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình, từ đó phát huy, giải quyết tốt đẹp các nhiệm vụ đã đề ra. Do đó dù gặp phải khó khăn và vất vả, người tuổi này vẫn nên bình tâm tĩnh trí, đón nhận nó như một cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực. Đến đúng thời cơ, những hạt giống tốt sẽ nảy mầm kết thành trái ngọt, giúp sự nghiệp tương lai của bạn thêm bền vững. Đó cũng là lý do mà con giáp này sẽ có những thay đổi nhất định trong công việc. Đương nhiên thay đổi theo hướng nào là do chính hành động và bản lĩnh của mỗi người quyết định. Trong chuyện tiền bạc, dù có tài tinh chiếu mệnh, họ cũng nên có sự rõ ràng, không chủ quan. Mọi quyết định tài chính nên có cân nhắc cẩn trọng, làm mọi thứ chậm mà chắc, tránh đầu tư ồ ạt hoặc cho vay mượn quá nhiều. Thời gian này may mắn sẽ đến về phía bản mệnh, hãy cứ tự tin làm mọi thứ theo đúng kế hoạch đã đặt ra, rồi người tuổi này sẽ thấy mọi việc đều phát triển theo đúng hướng thuận lợi hơn. Quý nhân, Mão, Tý. Tiểu nhân, Tỵ, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, hồng. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sống ở đời ai chẳng mong mình được sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện để học hành cũng như tạo sự vốn liếng làm ăn, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc an vui, nhưng chớ trêu cho kiếp người là không ai có thể chọn lựa cho mình một hoàn cảnh để sinh ra. Sinh vào nhà cha mẹ là ai, gia cảnh thế nào là điều ta cũng không thể tự quyết định được, tất cả là do nghiệp duyên quá khứ của mình dẫn dắt. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.